Kính bạch trưởng lão Thích Thông Lạc, xin thầy cho phép con được hỏi. Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy không cho phép một vị tu sĩ nói mình tu chứng quả, dù vị đó đã thật chứng cũng phải giữ bí mật mà không được nói ra cho tín đồ biết. Con được biết trưởng lão đã làm chủ được sinh, lão, bệnh, tử trong những thời pháp được phát hành trong đĩa. Như vậy có trái lời Phật dạy không? Hay là do kinh sách phát triển của mấy tổ biên soạn cấm chế? Thành kính đảnh lễ trưởng lão, con giác quan. Đáp, kinh Thủ Lăng Nghiêm dựng lên một Phật tánh ảo tưởng, tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của ba thức trong nhóm sáu thức của thần tứ đại. Vì thế làm sao người ta tu chứng được? Do không ai tu chứng nên kinh khéo che đậy. Người nào tu chứng mà nói mình tu chứng là chưa tu chứng. Thưa Đức Phật tu chứng, Ngài đã tuyên bố ngay liền: Thiên thượng thiên hạ, duy nhã độc tôn, nhất thiết thế gian, sinh lão bệnh tử. Tạm dịch: trên trời dưới trời, khắp trong thế gian, ta là người duy nhất làm chủ sinh già bệnh chết. Đức Phật đã xác định pháp môn tu tập của Ngài chứng đạt làm chủ thân tâm cụ thể, thiết thực lợi ích cho loài người rõ ràng như vậy. Nhưng về sau này, chúng ta thường chỉ biết đến hai câu kệ đầu tiên do được người ta gắn liền với câu chuyện huyền thoại về sự đản sinh của Phật. Khi Đức Phật vừa sinh ra, đi bảy bước, tay chỉ trời, tay chỉ đất và nói: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Vì thế khi tìm hiểu về đạo Phật, chúng ta phải lọc bỏ những điều huyền hoặc phi lý để tìm ra những giá trị thực tế, chân thật, thiết thực lợi ích cho cuộc sống của con người. Cho nên đạo Phật ra đời không dạy người tu làm tiên làm Phật, không dạy người tu thần thông pháp thuật để làm trò du hí không ích lợi lừa đảo người. Đạo Phật ra đời dạy người sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, hoặc ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp, hoặc ly dục ly ác pháp, nhập sơ thiện. Con đường tu tập theo giáo pháp nguyên thủy của Đức Phật mà trong kinh Nikaya dạy là làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt tái sinh luân hồi một cách cụ thể rõ ràng. Từng bước tu tập có pháp dẫn tâm, có tri kiến chỉ đạo hẳn hoi, chứ không như kinh sách phát triển dạy tu tập nhiếp tâm, ức chế tâm một cách chung chung. Tu mà không biết mình tu tới đâu giống như người đi trong đêm tối không đèn đuốc mờ mịt. Pháp môn nguyên thủy của đạo Phật luôn đem lại sự lợi ích cho loài người một cách thiết thực cụ thể, không mơ hồ trừu tượng như kinh sách phát triển. Kinh sách phát triển là những loại kinh tưởng, kinh không phải Phật thuyết mà do các tổ biên soạn mượn danh Phật thuyết để mọi người lầm lẫn tin tưởng. Cho nên kinh khéo léo che đậy bưng bít, khiến cho Phật tử không biết vị tỳ kheo nào tu chính, vị tỳ kheo nào tu chưa chứng. Kẻ nào tu hành còn thấy mình tu chứng là chưa chứng, vô sở đắc. Người tu chứng nói ra mình tu chứng là nói sự thật, thì có mắc tội gì trong giới luật của đạo Phật đâu, phải không quý Phật tử? Ngày xưa khi Đức Phật tu chứng, Ngài cũng tuyên bố cho mọi người biết, như vậy có sai chỗ nào đâu. Chỉ có những người chưa tu chứng mà nói mình tu chứng mới là mắc tội vọng ngữ trong giới luật Phật, có đúng không quý Phật tử? Do kinh sách phát triển để lại những điều phi Phật pháp, khiến chúng ta mới thấy sự cố ý diệt Phật pháp của các tổ. Các tổ đã để lại một pháp môn làm thao tài tốn của tốn công sức của bao nhiêu thế hệ mai sau, tu hành chẳng ra gì. Hình ảnh đau đớn nhất của Phật giáo hiện nay là các sư thầy không sống đúng giới luật, không lo tu chứng đạo,
mà người nào cũng tu danh, bằng cấp, tu lợi, tiền bạc, tu xây chùa to, tu đúc tượng Phật lớn và chạy theo ngũ dục lạc, ăn ngủ phi thời. Cho nên thời nay tìm một vị tu hành làm chủ sinh, già, bệnh, chết rất khó. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một loại kinh chịu ảnh hưởng kinh sách Vệ Đà do kiến giải của các tổ Bà La Môn. Xin quý Phật tử hãy trở về nghiên cứu những kinh điển nguyên thủy của Phật giáo được Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt với đầy đủ nghĩa lý, vì bản dịch của Ngài còn giữ song ngữ để đối chiếu. Đây là lời nói chân thật của một người tu hành đã làm chủ được sanh, già, bệnh, chết. Nếu quý vị tin thì sẽ có lợi ích cho quý vị, còn không tin thì thôi, chẳng có sao cả.